Giờ chúng ta sẽ làm một cái chúng ta tạo một cái tài khoản mới trên Chrome các bạn. Đầu tiên là chúng ta mở Chrome ra, sau đó chúng ta dán cái đường link vào. Sau khi chúng ta dán cái đường link vào á, thì ở đây chúng ta sẽ gõ cái tên của cái người mà chúng ta đăng ký. Ví dụ như là tôi ví dụ ở đây là Minh Họa. Rao. Minh Họa. Tên là Minh. Địa chỉ chúng ta có thể ghi địa chỉ cụ thể hoặc là chúng ta chưa cần địa chỉ cụ thể cũng được nha các anh chị. Ví dụ như là ở Thái Mỹ, Củ Chi, postcode của chúng ta lấy cái postcode là postcode Việt Nam luôn các chị, đó là 84 ghi Hồ Chí Minh, rồi nước là Việt Nam, địa chỉ email rồi ví dụ như là tại Minh Họa vào a vòng này chấm cơm, password chúng ta sẽ tự đặt password ở đây nha chị. Chúng ta sẽ cần đặt password của mình, sau đó chúng ta bấm register, chúng ta có luôn hay không là tùy chúng ta ha. Chúng ta đăng nhập trở lại Minh Họa, password. Rồi chúng ta login vào. Rồi, chúng ta thoát ra ngoài. Chúng ta thoát ra ngoài. Chúng ta đăng nhập lại cái trang web. Rồi chúng ta login. Chúng ta gọi vô cái tên mà hồi nãy chúng ta đăng nhập. Mình password. Đây các anh chị. Chúng ta đã đăng nhập được vào một cái tài khoản mới các anh chị. Đây, chúng ta lúc này chúng ta sẽ lựa chọn cái gói đầu tư của mình. Ví dụ các anh chị lựa chọn gói đầu tư là 99 thì các anh chị có 4 5 6 cách để chúng ta lựa chọn. Ví dụ tay gọi chọn là Bitcoin hoặc là Ethereum hoặc là Bitcoin. Ví dụ như các anh chị chọn Ethereum, chúng ta chọn Ethereum xong rồi bấm Continue. Đấy thì lúc này các anh chị có Ethereum hoặc là Bitcoin thì ở đây chúng ta thấy đây là gì? Đây là số lượng này đấy, các anh chị. Còn đây là địa chỉ ví, chúng ta có thể chuyển vào, chúng ta có thể chuyển vào nếu các anh chị quen về Ethereum, nếu không thì chúng ta có thể lựa chọn lại. Chúng ta lựa chọn là Bitcoin thì ở đây có một số anh chị sẽ có cái code, chúng ta sẽ gọi cái code vào đây các anh chị. Chúng ta sẽ gõ cái code vào, sau đó chúng ta bấm Continue. Đây là những cái code đã sử dụng rồi nha các chị, cho nên nó báo như thế này. Còn có chưa sử dụng nó sẽ có màu xanh. Cảm ơn các anh chị.